Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay là clip so sánh đồ họa kết cấu ASTC. Thì cái này là bản beta, mặc dù mình đã sử dụng BlueStack phiên bản mới nhất. Cái này là cái clip so sánh cuối cùng, tại vì trong BlueStack đâu còn cái gì để so sánh được đâu, đúng không? Vậy nên cái kết cấu này sẽ là cái cuối cùng. Bình thường vô hiệu hóa là nó bình thường rồi đó, tức là để chế độ bình thường. Bây giờ mình sẽ để chạy hóa phần mềm, nó sẽ sử dụng GPU hay cái gì đó, không biết lắm. Nhưng nếu mọi người sử dụng cái phần cứng á, là nó sử dụng hết 100% cái con kẹt đồ họa luôn. Vậy thì không biết nó có bị gì không. Một số cái mẹo nhỏ nhỏ đỡ lắc đó chính là khi chơi đừng có phóng to màn hình, nó lắc hơn. FPS là vẫn như cũ mà, FPS vẫn được mấy trăm cái rồi. Đây là giải hóa phần mềm. Vẫn mượt lắm nha, không có hiện tượng giật luôn. Ê, hình như là rất mượt. Thử ra chơi game thì chúng tôi ra bắn trận độc lan chiến này, thấy nó mượt quá, thấy nó khá là mượt. Hiện tại đang chơi độc lan chiến và ở cái kết cấu ASTC là chạy hóa phần mềm, chứ quên xót đi và ép em, và mình cảm giác nó khá là mượt. Chắc là do mình có CPU à. Úi ơi, mượt, khá là mượt đó nha, không có hiện tượng giật luôn, không có một lần thấy giật luôn. Có khi nào mình nên chuyển qua cái này mình chơi game không? Rồi, một thanh niên PC bắn A Đức giết ghê gớm này. Mấy cây đây, đường nó một cây nha, hai cây. Úi giời, tặc răng. Ui giời, bình tĩnh thôi bạn ơi, bắn chi vội đó. Khá là mượt mà luôn, cảm giác không có bị giật. Bình thường mình để vô hiệu hóa thì nó hay bị giật nha. Mà lưu ý là con cạp nếu mà không hỗ trợ gì nhỉ? Không hỗ trợ cái AST đấy thì nó sẽ bật lên coi như là vô, coi như là không có bật luôn á. Quả đang định quên tốt. Bây giờ mình sẽ vào và mình chuyển sang là đồ họa. Chúng ta sẽ giải phóng phần cứng nè, giải mã phần cứng không khả dụng, giải mã phần mềm sẽ được sử dụng thay thế. Tức là máy mình không sử dụng được giải mã phần cứng, chỉ dùng được giải mã phần mềm thôi. Tại vì cái này là bên CPU của mình không có hỗ trợ AST PC rồi. Và khi mình để giải mã phần cứng vậy thì nó sẽ tính là giải mã phần mềm. Đấy, khi máy của mọi người mà không có cái cảnh báo này thì coi như là máy của mọi người có AST của phần cứng của card á. Mọi người thử để, tôi để như vậy thì nó cũng không khác gì cái hồi nãy đâu. Khi mà đồ họa có cái đó thì nó sẽ sử dụng của phần card màn hình nhiều hơn, giống như kiểu ưu tiên CPU vậy. CPU ở đây là cái card. Bây giờ tôi chọn cái này, tôi chọn cái giải mã phần cứng này, nó kêu là giải mã phần mềm sẽ được sử dụng thay thế, tức là nó sử dụng y chang cái này tôi vừa chọn, tức là nó không khác gì hồi nãy hết. Có thể nó dậy dây gây ra xung đột và chơi nó lắc hơn tí thôi. Thử thử vào xem xung đột cỡ nào. Hồi nãy là không có hiện tượng giật, bây giờ có hiện tượng giật vì nó đang sử dụng để thay thế. Mặc dù FPS thì nó cũng khá là giống này. Chết đi. Ui rồi, hit shot à. Quá ghê gớm. Gần như nó không khác chiều này, thua bé nhã. Tôi bắn thua bé nhã. Ui rồi ơi, có bắn hit shot công tâm quá. Bắn hơi nhây, bắn với bé nhã hơi nhây. Rất nhây. Ui toàn vô người ạ. À. Quê quá. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Let's go. Yo.
Mà như ba cái chế độ này, nếu mà trên một cái máy không có hỗ trợ phần cứng như vậy thì nó cũng đâu khác gì à. Chỉ giống như chỉ để được một chế độ phần mềm với cái chế độ vô hiệu hóa chơi. Trời ơi, con game này. Sao rồi ạ? Bây giờ sau khi để chế độ phần cứng thì nó cũng dùng phần mềm thay thế, và tôi để chế độ phần mềm như nãy, tôi chọn vô hiệu hóa đi. Vô hiệu hóa này thì bình thường tôi chơi là như vậy đó. Để tôi sử dụng ưu tiên card đồ họa test cho mọi người, coi như là clip cuối cùng luôn. Mọi người hiểu không? Là lần này sử dụng vô hiệu hóa nhưng mà sử dụng ưu tiên card đồ họa. Mặc dù tôi biết là card của tôi đang sử dụng để quay video thì nó hay xảy ra xung đột hay cái gì đó và làm cho nó giật lắc hơn. Tôi đoán là như vậy thôi. Ưu tiên CPU chuyên dụng, và cái này thường thì nó sẽ dành cho Nvidia. Chứ AMD Randell R7 4330 của tôi là một cái con của Mỹ. Nếu mà như ví dụ như RX5 bao nhiêu thì ngon. Ưu tiên CPU chuyên dụng, một clip test hai cái luôn. Ui giời. Ghê đấy, ưu tiên sử dụng card đồ họa. Sao mà hôm nay tôi chơi ba chế độ đều thấy mượt như nhau vậy? Kiểu nay tôi chơi Free Fire không có lắc luôn. Kiểu không có thấy cảm giác lắc gì luôn. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ê, ao rồi hả? Ao rồi, ao cho tôi win luôn đi, ao kiểu gì vậy? Oh my god. Được, tôi sẽ quanh sớt chỗ này. Ui cha ơi, bị giật một chút xíu. Cháu của tôi ghê quá ta. Này hiện này ê chà, muốn bắn shotgun gì, shotgun cho thổ này bắn shotgun này, bắn MP đi, à hơi bắn shotgun đi, bắn cái này đi cho nó ngu luôn, là bắn dở rồi cho nó bắn ngu luôn. Cho nó ngu luôn. Chắc tôi sẽ không làm mấy clip về mấy cái so sánh được nữa, tại vì bây giờ không còn gì để so sánh, cho nên tôi sẽ làm về gì đó. Ủa? Cái C và phúc sở thần điên buồn quá, áp ca luôn rồi. Bây giờ tôi sẽ không làm về những cái clip so sánh nữa, tôi sẽ thể là chuyển sang làm nội dung về highlight đồ các chịu. Thôi cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ bấm like và subscribe. Clip hôm nay là clip cuối cùng về những cái so sánh rồi, vì tôi không còn biết cái gì để so sánh nữa. Nếu mọi người biết thì mọi người hãy comment. Ok, bye bye.